Alo. Alo. Xin mời Đỗ Hà Văn Hiếu và bàn ban tổ chức chúng tôi được gặp. Xã Linh Hiệp lên trao giải đại đô cho Đô Hà Văn Hiếu Ninh Bình. Vâng, xin chân thành cảm ơn ông Lý Duy Mận, phó chủ nhiệm câu lạc bộ và xã Linh Hiệp. Xin cảm ơn Đô đại đô Hà Văn Hiếu. Cũng ngày này sang năm, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời các đại đô về tiếp tục thi đấu. Xin mời hai đô giải nhất vào sới. Trọng tài chuẩn bị, các đôi chuẩn bị, trận đấu giải ba tiếp tục. Thi đấu tích cực sơ sới vì thời gian không cho phép, hiện tại bây giờ gần 6 giờ rồi. Nếu nốt nhịp này không vượt, không đâu nào không nhớ lại.
tạm nghỉ để ban tổ chức chúng tôi xem lại camera và sau sẽ công bố kết quả sau. Mời hai đội giải nhất vào tiếp tục thi đấu. Trận đấu tiếp tục. Trận đấu tiếp tục.
mời anh Đô Công đứng dậy đây. Ở cao vật vừa rồi là sau khi Đô Công vào bắp chân Đô có xanh nhưng chưa đủ chân, nhưng khi Đô có xanh ngã ngửa và tay đã khuỵu rồi, tức là ngã ngửa bụng rồi, như vậy mới là thua. Như vậy Đô Công toàn thắng giải ba.